hành lầm canh gió quê.
trăm cái ngàn đắng dâng lên. Ngày về mà có mẹ Trần Hồng chờ che đắng cái cam phần bày tôi cho sống mà một kiếp coi cần nghe con dặn lòng chớ ngại trong gai quyết lòng mà sẽ gặp canh giấc ngủ mơ màng mẹ về mà kêu trẻ Trần Hoàng tỉnh nghe mẹ về kêu mẹ chở che con ơi mà tình trăm cái ngàn đắng cám đành ngày nay mà có mẹ cần kề bên con dình lòng hai chữ sắc son kể từ con đi đi khắp muôn nơi kiếm tập cho mà được đảo vàng mới an dằn lòng hai chữ sắc son không cười không nói để đòi làm vui xem đi cho trọn vở tuồng khi nào khép lại mới phân tỏ tường con ơi có thứ có ngôi chỉ chờ mà tên đặt mẹ phê bàn ư vàng con đi đi khắp đông tây khắp cùng nam bắc rõ ràng đạo ta nhìn xem thế sự nực khi nào cho trọn tâm mình mới vui thử lòng thử dạ một hai kiếm tìm vàng thiệt phân minh tỏ tường ai khôn ai dạy mặt tình quê kia mà con mở sự tình con à xem xem cho thật kỹ càng kẻo mà lầm nữa đi tìm khó thai nhìn xem cho kỹ nghe con xác trần là giả xác trần nơi đây miễn sao tâm đạo cho tròn dù cho cay đắng chẳng sờn lòng ta ai bày cái cảnh phong ba tâm này một dạ xót xa không sợ ai khôn ai dạy mặt tình khôn thì nơi chốn cung đình đảo lai ngu thời phải chịu nát tan ngồi nơi cửa ngục lầm than muôn đầu nhìn xem tỏ rõ sự tình thế gian là giả giả hình mà thôi giả cho xin chung trường tồn nhưng chân tinh đạo mãi tồn nghe con đạo vàng dù đắng hay cay
đạo vàng dù cực khổ chẳng thay đổi khi lòng mẹ đâu để cảnh sang hèn mẹ đâu vì chút tiền tài mà vui miễn sao huynh đệ chị em miễn sao con mẹ một đàn mới vui ngày xưa cùng bởi lạc lầm cấp kia mà huynh đệ trái tình mà để huynh bỏ cha bỏ mẹ xuống đây mỗi nơi một đứa lầm than bao ngày canh khuya thức giấc giật mình mẹ kêu mà nam nữ trở về nghe con dù là mối đạo khó chia nhưng con ơi tất cả một màu mà thôi ai cứ mãi Phật tiên kia cấp hay linh thần có gì đâu đâu chê ta tâm đạo mót mòn đắng cay đau khổ nhói lòng từng đêm mẹ đâu cần đến cung son mẹ đâu vì trẻ lầu đài dựng nên đâu vì một chút lợi danh tiền tài thế sự tranh giành hỡi con dù cho đi bắt về đông dù cho cách biệt sông xa vời dù cho con ở nơi nào chỉ lòng hướng mẹ mẹ thời kề bên đâu phân nam nữ gái trai đâu phân giai cấp sang hèn con ơi anh hùng cái thế thì đời chứ vào cửa đảo nơi này như nhau chỉ là tâm đạo thấp cao bỏ đi thù hận ghét ghen giận hờn mẹ kêu đến đòi mòn hơi mà con chẳng tỉnh cung son mẹ buồn ở đời hơn thiệt tranh đua giàu sang phú quý ngồi cao hơn người chớ lòng tâm đạo nào cao ỷ mình con mẹ căng tiên xem thường nhưng con hỏi đến ngày đại hội vào trường thi chấm điểm con bây giờ chịu khổ chịu đau trăm điều ngàn trái ngày sau mới tồn giả khùng giả tình giả điên là đàn con mẹ trứng chuyên coi trần ai chê con dạy con khờ con ngu mới lập đạo tràng viên niên bạc tiền ở thế chẳng ham đem chi xây đắp đạo vàng mà chi nhưng con hỏi lầu vàng trần thế sẽ tiêu tan một phút đâu còn đạo vàng của mẹ trường tồn
là nơi linh tử gần xa tu hành. Chữ phước y đức hãy dành con nhé, chốn dương trần giả tạm mà thôi. Thức lòng tình giấc nghe con mẹ thổi chờ trẻ cung son quy hồi. Nay hội yến kỳ yên đáo lệ, lòng hân hoan vui sướng biết bao. Khi con thuyền nam bắc đông tây chung một mối trở về biển ngọc. Chúc cầu họ nguyện họ hầu gian nan cực khổ đắp bồi đảo gia. Anh em trên thuận dưới hòa, cháu con chung một tấm lòng sắt son. Chứng lòng con trẻ kim giai bạn cầu chúc phúc thế gian trọn tình. Dứt cơ điển lực quyền di, tạm ngưng chân điện cung tây quy hồn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
có dòng nước ngọt ghé về con ơi, rằng nhiều ly lạnh phần trách nhiệm quý thưa đò đường cách xa sông, hỏi người lữ khách vậy chưa đừng đừng mê ngủ đỏ kia để à này tử linh nay cùng diệu lý quyết một lòng tìm kiếm cho xong ai là không. Này mãi đêm chắc chắn phân bài tên chữ đang ghi phôi đầu dòng mừng con trẻ ai về với mẹ mấy đòi già có thể mẹ trang đi con hồi trang đi cả đời dòng biết gì ưu hiền nhìn con trẻ lòng già chua xót ngược khi con hiền thúc thích hàng đêm thấy con trong già chẳng yên nỗi lòng của mẹ từ đây sắp tới giữ lòng mình trong thành nghe con đạo chi cũng niềm nam mô a di đà phật thì con an biết tới mẹ gia đàn chung hướng thì sao này an hưởng con ơi dầu trần khi có được rồi con ơi chớ có khói lòng nghe con chôn dương thế mà ba chiến cho tình lòng mình mẹ dài nhớ nghe con dẫu không ba sông gió dập bầm chữ tu niệm là hiền con nhớ nghe con dầu đắng cay miệng đỏ chế nhiều con chẳng lòng hai chữ a di đừng nên thay đổi hài chi sao gặp mẹ tây đài nhớ nghe con dẫu khổ đau trong thể than khóc dẫu buồn đời an trái sầu bi quyết mỏ lòng theo diệu lý nghe con đừng thay chuyện tâm mình lời dặn dò mẹ dài nhớ nghe con đêm căm dặn mẹ về bên trẻ níu lòng thành trang giấy mẹ
thấy cung mẹ thấy thương đài cung mẹ thương thế nổ con giáo điệu ly mặn ba tiếng cho ráng lái đò đưa để chơi quên chừng nào giữa cầm con long ba rụng rụng dương con hỏi tay tung trở về lòng mẹ dài ngày này con nhớ nhớ nghe con dầu đắng đắng cay lệ nhỏ nước mắt ai chê cười vẫn già nhớ nghe con dầu người tu dương vẫn nở đời tu là sửa không gì hình thương đâu đợi chờ cắt tóc nương am thiền trái lạc núi dương thì mới gọi người tu hành chân chính con ở đời phần sự lo tròn trộn yếu thảo tròn câu thù tròn thâm tình thù màu di tiên nghĩa yêu ân tổ quốc đồng bào dịch quà thuận sớm là cô ba là con tu con sửa tâm mình lời mẹ dặn kim đài con nhớ nhớ nghe con nay gặp mẹ có lòng chí nguyện chớ đi tìm đi kiếm đâu xa mẹ kề bên con nàng đừng đi nữa nhói lặng con mẹ tu là sửa tự tâm quyết một lòng vững vàng nhớ nghe con tu duyên là con nay trở lại chốn biển rồng mẹ chứng tâm thành thương con thỏ thẻ thôi lời con ơi ở lại thế gian mẹ về chốn cũ đời chờ con trẻ đừng đau buồn có mẹ thành về khi nào thương nhớ mẹ đây thì con hãy niềm yêu muôn màu vàng con yêu thời tức thời có mẹ yêu lên rồi mẹ sẽ về ngay thương con mẹ bế mẹ bồng mẹ đâu bỏ trẻ là hiền thế gian trước chân thiện giả con ở lại chốn dương trần con chớ u sầu ráng tu ráng sửa nghe con ngày sau con mẹ cũng yêu dạy thần giờ đây mẹ dạ con ở lại cùng tay quỳ thương con cái giả hiền lành lòng thế giả thẳng dậy thời mẹ thấy con ba nét ở cõi lòng quan này
Yeah.